Dạ vâng, em Hải xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ, em Hải rất vui gặp lại tất cả quý cô chú anh chị và các bạn mình ở một video tiếp theo. Dạ thì hiện tại thì em Hải đang có mặt tại khu đô thị Sala. Hôm nay thì em Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo tại khu vực khu đô thị Sala nhé. Nhưng hình ảnh mọi người đang nhìn thấy là em Hải đang có mặt tại ở siêu thị Emax. Thì lát nữa thì em Hải sẽ vào trong quay cho mọi người cùng xem. Còn bây giờ thì mình sẽ đi dạo tại khu vực khu đô thị này để quay và gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình, cũng như là mình ghé qua cái công viên tại khu vực đô thị Sala này rất là đẹp, với tổng mức đầu tư là tới 7.500 tỷ, thì xem nó như thế nào nha. À vâng, thì bây giờ mình cùng đi. Dạ thì ở dọc khu đường này thì mọi người thấy này, ở đấy, bên này thì toàn là những cái Sala thôi. Đấy. Cây này vẫn có những đang nở trái và hoa này, hoa nhìn cũng tương đối là đẹp. Vâng, thì bây giờ nó chuẩn bị tới Trung thu rồi á, nên mọi người có thể thấy ở đâu họ cũng trang trí Trung thu rất là nhiều. Ở bên trong này là cái thương hiệu Catena này, trà sữa Starbucks về cũng khá là nhiều đây. Trước thì ở phía bên ngoài này có cái bãi xe rất là rộng, nhưng đến bây giờ thì em hãy khoảng tháng mình chưa qua đây á, giờ thấy bây giờ nó dàn cái bãi xe này sao lại không còn nữa, nên phải gửi xe dưới bên dưới hầm. Dưới bên hầm này thì nó hơi bất tiện một xíu, nhưng mà mọi người mua đồ thì mọi người sẽ không mất tiền gửi xe. Mọi người mua đồ là sẽ được tặng một cái phiếu giữ xe miễn phí. Bây giờ mình sẽ đi nha, clip này chắc là tương đối là dài, mong quý cô chú anh chị mình xem đến hết nhé. Chung là chiều nay mình cũng rảnh qua khu vực này quay cả nhà cũng xem, nhưng mà thực sự là mọi người thấy là em Hải thấy là cái khu trung tâm thương mại rất là đẹp luôn đấy, quá là đẹp luôn. Mình đi rất là nhiều nơi nhưng mà em Hải vẫn thích cái khu chỗ khu Sala này, Emax này. Đấy. Mình thấy này thiết kế này, cả văn phòng, cả trung tâm thương mại rất là đẹp. Hôm qua mà em Hải mới qua kịp ấy, chỗ này thực sự là mình đi mua sắm thì không có chỗ mà chen đấy, vì đông lắm. Em Hải đi rất là nhiều Emax, nhưng mà thấy em Hải thấy Emax ở Sala này cũng đông này, rồi Emax ở Gò Vấp đấy. Đấy, những cái chỗ mà thu hút được lượng người tới đông nhất. Hôm nay em Hải tưởng là thời tiết nó mưa ấy, nhưng mà may quá thì hiện tại thì bây giờ vẫn chưa có mưa cơ. Thực sự thì mọi người có thể nhìn thấy nó rất là hiện đại, nhìn khối này, khối kính lắp ấy, nhìn rất là đẹp luôn. Có cái đặc thù ở đây là không có thấy cái thương hiệu bánh trung thu này họ bán dọc dọc khu vực này nhá. Mai sẽ quay cho mọi người xem tại khu vực người máy này. Đấy, ngay đường Nguyễn Cơ Thạch giao nhau với đường Mai Chí Thọ, cô chú anh chị mình. Đấy, mọi người chỉ cần tới đây thì nhiều cô chú anh chị mình hỏi thì em hãy cập nhật luôn cho mọi người, cho mọi người biết, mọi người qua nhé. Thì ở đây thì quý cô chú anh chị mình có thể sử dụng bằng xe bus của Vin mắt tại khu vực trung tâm Sài Gòn mình qua đây, cả hai chiều đi và về thì mọi người đều sử dụng được xe buýt của Vin nhé, của Vin nhé. Giờ này thì mình cứ đi dạo này. Từ đây lên đến bên kia, sau đấy mình sẽ vào khu công viên và kết thúc lại điểm bắt đầu.
các nhà thấy này. Thực sự đi vào khu Sala này nó rất là đẹp, cây cối này, xanh. Cây này thì không quá lớn, mà thấy là khu này khu nhà giàu á, cái này nó to xe hơi đâu. Đậu tại khu vực này, đường rộng rãi, đường 22 đếm đâu khoảng 8 làn đấy. Khu vực mọi người thấy là những cái dãy nhà đấy. Ở đây thì em Hải thấy gần như ở đầy đủ luôn đấy, bao gồm là trung tâm thương mại này, rồi trường học, có bệnh viện thì mình chưa thấy đâu. Người thấy bên dưới này là những cửa hàng người ta thuê buôn bán, bên kia quán phở này, rồi quán cà phê Butters cà phê kia. Sắp tới Quốc Khánh rồi nên đi đâu thì mọi người cũng thấy là cờ đỏ sao vàng treo rực rỡ không được. Dọc con đường này mọi người được mệnh danh là con đường ngân hàng ấy, thì nó nhiều lắm, rất là nhiều ngân hàng tại khu vực này, BIDV, Vietcombank, MB, Techcombank, nói chung là rất là nhiều luôn. Chiều hôm nay thì mình đi thời tiết nó không đẹp cho lắm ấy. Chú anh chị mình thấy đấy, bên này người ta cũng thuê là kinh doanh hết đấy. Ở đây thì mọi người di chuyển tại khu vực quận 1 qua đây rất là nhanh đấy, tầm khoảng 10 phút thôi. Nếu mà mọi người đi Grab thì tầm khoảng 10 phút, và đi xe Honda thì cũng tầm đấy. Mọi người có thể lựa chọn nhé. Nếu mà từ chợ Bến Thành qua đây mình chỉ cần qua hầm Thủ Thiêm là tới rồi. Đây thì chiều chiều thì mọi người sẽ bắt gặp là cô chú anh chị mình chạy tập thể dục tại khu vực này. Phía trước ở đây thì rất là nhiều cái cửa hàng để trống, để biển cho thuê mặt bằng, nhưng đến bây giờ thì hiếm lắm. Bên này mọi người đi vào hướng khu vực công viên này. Công viên rất là đẹp, trồng cỏ trang trí rồi cá chim nữa. Nhưng mà mình sẽ muốn đi dạo cho mọi người coi bên trên kia nữa, sau đấy đi vào công viên sau. Đây này, bên này thì có khu vực này có cái đài sen này, đẹp ghê này. Bên này là thương hiệu Highland Coffee. Còn phía bên này là dãy nhà tập đoàn Lộc Trời Group. Chú anh chị mình thấy này, rất là đẹp.
Đây mọi người thấy đấy, mọi người đã đi tập thể dục rồi, chạy bộ. Bây giờ mình sẽ qua đường nhé, về khu vực công viên. Đang đèn đỏ. Bên này có cái cửa hàng bán nội thất mọi người này, Coris, đây các bạn thấy không? Đấy, rất là đẹp này, trang trí đúng thực sự bán nội thất, trang trí rất là đẹp. Đấy. Toàn xe hơi xịn không, toàn mẹt với nó không ạ, mắt ta. Lexus. Cô chú anh chị mình thấy này, khu này đẹp ghê luôn á. Rất là đẹp luôn. Đi dọc luôn. Đấy, cái hè cũng rất là rộng. Nếu mà mình đi hết cái khu này mọi người chắc là phải 1 giờ đồng hồ ấy. Cô chú anh chị mình đi chạy thể dục rất là nhiều nha. Ở khu vực bên kia thì lâu nay để nó lại, bây giờ thì em Hải đã thấy người ta đang tiến hành thi công lại rồi. Làm sao bán cái dãy nhà đấy cũng khá là nhiều tiền. Thì mọi người xem trên kênh của Hải là đi bộ, đi xe cũng rất là nhiều đúng không? Hôm nay mình mới có thời gian đi bộ quay cái nhà cùng xem này. Đấy, đi bộ bên dưới công viên này rất là đẹp luôn. Xấu cái là thời tiết đã xấu rồi. Nếu mà thời tiết mà đẹp một xíu nữa thì sáng sáng một xíu là khá là đẹp đấy. Khu vực này rất là nhiều chim nha. Ở đây là giới nhà giàu, người ta ở thôi chứ còn người có nguồn thu nhập trung bình khá thì khó có thể mà mua được. Ở đây có những lần người ta thả 1 tấn cá luôn cả nhà. Kinh khủng rồi đấy. Bây giờ em Hai sẽ đi qua cái khu vực này này, cái cầu thang mọi người thấy không? Cái cầu thang này mình sẽ đi xuống bên dưới này. Mùa này thì hết mùa hoa phượng rồi, hoa phượng giờ này ra trái rồi nên nó không được đẹp nữa. Đấy, công viên này Hải rất thích luôn. Giờ mình có một công viên này và công viên bến Bạch Đằng, hai công viên mà em Hải thấy đẹp nhất. Đây mọi người thấy đấy, có những cái dặm dừa rất là đẹp. Và cái này em Hải cho là bật cam rộng đi cho mọi người có thể đi bộ và trải nghiệm sẽ thấy nó khác hơn. Mọi người thấy dừa này rất là nhiều trái luôn. Khu vực thấy này rất là đẹp, hai bờ công viên
cá này nhiều vô kế luôn đó mọi người. Ở đây mọi người tưởng tượng chỉ cần lấy một cái vợt, vợt một cái chắc là phải vài ký cá. Ở đây thì các bạn trẻ cũng hay tới đi dạo. Đấy mọi người, cá ngại không? Là bao nhiêu nhiêu. Cá đang bóng nha, mình mọi người chỉ cần mua một chút đồ ăn thôi. Ở đây cho nó ăn ngay trong khu vực này này. Nhiều cá lắm. Đây, người ta quan tròn bóng ngô. Khu vực này nó hơi tanh nha. Để chỗ này cho cá ăn không, nó hơi tanh. Đây, mọi người thấy này, cá ngoài lên rất là nhiều. Đây thì nó rất là nhiều cá, người ta thả đa dạng lắm. Dạ vâng thầy ạ, à, cô chú anh chị mình có thể thấy này, rất là nhiều cá luôn. Em thấy thấy nhiều cá ghê luôn. Và những có những chú cá tới 5-7 kg. Rất là đẹp view. Bây giờ em hai sẽ đi lên trên cái cầu này nha. Và sau đấy mình đi xuống sau. Công viên này rộng lắm này, mình đi nó cũng kéo dài tới gần tới đường Mai Chí Thọ luôn đấy. Mà thấy dừa này rất là nhiều, mà cá đây nó nhiều kinh khủng luôn đấy. Chưa bao giờ mà em thấy cái công viên nào nó nhiều cá như vậy. Đấy, mọi người chăm sóc nó không kỹ. Đấy, ai cũng cứ mang đồ ăn đấy, cho nó ăn vậy. Người thì cho ăn bỏng ngô, người thì cho ăn cơm, ăn thịt. Đấy, cũng đa dạng lắm. Cầu thang nó cũng đẹp cơ. Đúng là khu nhà giàu, nhìn cái gì nó cũng thấy đẹp.
Đấy, có thể này, góc view này cũng đẹp này. Bây giờ mình sẽ lên trên này quay cái nhà xem. Thì đối với quý cô chú anh chị khán giả trên kênh của Hải, chắc là mọi người cũng xem ở khu vực này em Hải em quay cũng nhiều mà. Thấy là cái đại sen rất là lớn đấy. Tiếc cái là hôm nay thời tiết nó không đẹp thôi, nhưng mà đi dạo này thì nó lại mát. Này mọi người thấy này, này rất là yên tĩnh. Mọi người nhìn vậy thôi nhưng mà đều có người dọn dẹp tại khu vực này hết nhá. Cô chú anh chị mọi người hay dọn rác tại khu vực này luôn đấy. Rất xa kia này mọi người có thể nhìn thấy khu vực đường Mai Chí Thọ luôn. Và bây giờ mình sẽ đi xuống bên dưới này và tiếp tục đi bộ. Rất là đẹp. Thấy là mây đen xám xịt rồi đây. Đừng ở khu kia mà người ta mang nguyên cả một cái đồi lên trên nóc nhà khá là đẹp. Rồi, bây giờ mình cũng tiếp tục đi nha. Lát nó mưa lại lỡ hết cái hành trình của mình. Em Hải tới đây nhiều rồi, mình cũng chưa có bao giờ mà đi hết được cái công viên này luôn á, cứ đi giữa chừng thôi. Em đi xe Honda thì mình chạy vòng xíu, quanh quanh tại khu vực này thôi chứ không chỉ đi bộ. Hôm nay mới có thời gian đi bộ quay cho cả nhà của xem. Ở bên này là Highland Coffee này. Dọc hai bên này là mình thấy rất là nhiều hoa. Đi như thế này thì chỉ có bật cam rộng cho mọi người xem cho nó đã mắt.
thế này, hoa này đấy, dọc dọc khu vực này rất là đẹp. Đây hãy zoom cho mọi người xem, rất là nhiều hoa luôn. Bây giờ mình cùng tiếp tục đi nhá. Nói chung này công viên thì bây giờ mỗi ngày thì nó càng ở xuống cấp một chút, chút một chút. Ngày xưa thì nó đẹp nhiều. Đấy, xa xa kia đường Mai Chí Thọ rồi. Đấy, khu vực này rất là nhiều hoa. Để xem hoa cũng đẹp đấy. Cái cối này. Cái này mà người ta thiết kế giống như cái khu nghỉ dưỡng một số cái resort này. Đấy, người ta cũng làm như vậy. Mọi người giống như kiểu như mình đang đi ở resort đấy, khá là hay nha. Ở đây thì chỗ này có vẻ là cũng chưa cắt nhiều, trước kia phải đấy thấy người ta cắt nhiều lắm, nó sạch đây mà thấy cỏ này lại nổi lên rồi. Nếu mà cứ cô chú anh chị Việt kiều mình có tiền thì mọi người mua lấy một căn ở đây, thực sự các bạn thấy nó đẹp và rất là đáng để mình ở nhá. Ở đây thì Việt mình thấy khó, nhưng mà cô chú anh chị mình Việt kiều cũng có điều kiện hơn. Đấy, bên đấy làm em hải thấy là mọi người làm cũng lương cũng cao đấy, tháng 10 ngàn thì cũng tương đối là nhiều rồi. Rất là gần ngay khu vực trung tâm. Đấy, phía trước kia là đường Mai Chí Thọ rồi. Cứ có chú anh chị mình nhà mua lên một căn ở đây, sau đấy mình mua thêm một chiếc xe hơi nữa. Đấy, đi chơi dạo dạo khá là thú vị. Ở đây có cả dịch vụ xe điện nữa các nhà. Bây giờ hôm nay em Hải mới thấy là có dịch vụ xe điện đưa đi dạo. Ôi, công viên này nó còn dài lắm, xuống bên dưới kia kìa. Rồi chắc là tới đây em Hải sẽ qua khu vực bên này đi lên một xíu. Đấy, xe điện mà thấy xe điện nó còn chạy vào bên trong kia đấy kìa. Bây giờ còn dài lắm. Thì nhìn nó còn kéo dài tới những cái tòa nhà kia đó mọi người này. Đây này. Đây này, nó kéo dài tới bên dưới cái lốc này luôn. Mấy vài cái lốc bên này. Ui giời, cá kìa. Chim chóc đây, thực sự là đất lành, chim đậu. Đây, buổi chiều em hãy đi dạo dạo khu vực này, nó cũng khá là mát mẻ dễ chịu. Đấy, cũng như là mình đang đi tập thể dục vậy. Đầy lắm cá lắm các nhà, rất là nhiều ở đây, và nếu mà bắt hết chắc là phải lên đấy vài chục tấn cá. Mọi người xem này,
đủ loại cá luôn, mà đa phần là cá chép là nhiều, cá chép và cá chê. Rất là nhiều luôn. Đây là bãi cỏ này, đây, thoải mái cho mọi người ngồi đi dạo, chơi tại khu vực này. Rồi, bây giờ mình cùng tiếp tục đi lên trên này một xíu nữa. Chỗ này có cái rong cả nhà, cái rong lên hoa này khá là đẹp. Mọi người thấy đúng thực sự nhà giàu người ta an nhàn thực sự luôn đấy. Chiều chiều dẫn gia đình đi dạo tại khu vực công viên rồi cho chim chóc cá ăn cà phê. Đây người ta thiết kế rất là hay mọi người, chỗ nào mà trống quá người ta sẽ trồng cây hoa mười giờ. Đối với hoa mười giờ thì mang lại một cái bông hoa rất là đẹp, cũng như là nó có thể ưa ấm cũng được. Đấy, khá là hay nha. Đây khu vực này người ta cũng cắt tỉa cây này. Cắt hết dọc khu vực này cho nó gọn, thông thoáng. Trái xà lan rất là to, trái này mà rơi trúng đầu thì chắc là chị cũng chấn thương mọi người. Ở đây có cái chỗ này hai cá hay này, ở những cặp nào đang yêu nhau thì có thể ngồi vào bên trong này, rất là kín này. Này chỗ này mọi người đang cho cá ăn đây này, về đêm rất là đẹp nhé. Đêm lên đèn này. Đây toàn là những người thích động vật, chim chóc cú. Em sẽ ngồi đây quay cho mọi người xem tại nhà, mọi người cho cá ăn nha. Đấy, bánh mì rất là nhiều. Đây mình có thể bảo vệ cũng rất là nóng luôn mọi người.
đứng lên trên cỏ là người ta tới, người ta nhắc rất là nhẹ nhàng. Vâng, thì bây giờ mình cũng tiếp tục đi nhé. Chim ạ, rất là nhiều chim. Thì bây giờ em sẽ đi lên nha, mình lên trên thôi. Chắc là em sẽ đi tầm khoảng 5-10 phút nữa thì đấy. Sau đấy thì mình xin phép được dừng video clip. Lây này, đấy, lây chặn. Ở đây thì lâu lâu thì vẫn có những cái dàn xe siêu xe mọi người. Ở đây khu vực này nha. Dạ vâng, thì ở đây thì em Hải xin phép được dừng video clip ở đây. Em Hải cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành cùng Hải đến cuối video, và hẹn tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo nha. Dạ, thì nếu quý cô chú anh chị nào mình chưa đăng ký kênh thì có thể ấn đăng ký để ủng hộ Hải, cũng như là mình có thể theo dõi những video mới của kênh và ấn like hoặc là để lại bình luận bên dưới để giúp cho Hải có thể những video hay hơn và hoàn thiện hơn nhé.
Cảm ơn tất cả mọi người.